giờ là tới giờ đó, anh muốn lại đây nha. Nói đó mà không thấy ai được. Qua đây xe mình bên đây chưa đâu, người ta chưa có biểu diễn đâu, tới tối luôn mà. Gió lên lạnh nữa. Không đi đâu vậy? Đâu phải đâu. Bên đây nè. Không phải chỗ này. Không phải. Mình bên đây nè. Có ăn bánh mì không? Qua bánh mì Như Lan cà mua. Ủa sao mọi người đi xếp hàng ở đây kia vậy? Xếp hàng làm gì? Tiết kiệm vé vào hả? Thôi đi đi đây nè. Cái con gì nè, khủng lồ cái bàn tay quỷ quyệt, chìa khóa quỷ dữ. Cậu ơi, thấy hùng chưa? Chìa khóa quỷ dữ. Năm tháng 1, 2018. Cái này chắc phiên đúng không? Chiếc phiên đó. Đi con. Vậy đây nè, xe đây nè. Đây nè, xe mình bên đây nè. Mâm xong rồi ra lấy xe. Hả? Đi đây coi thử ha. Để mình khỏi đi tùm lum. Không chịu hả? Vậy lấy xe ha. Không chịu thôi, đi lấy xe. Lấy xe đi gửi cho khác.
khó chịu quá. Cái gì được con mua cho con? Dân đòi cái gì đâu không mà sao mua được? Mua mấy cái đồ không có đáng mua không à? Kẹo bông gòn có không mua cho con? Trời ơi, kẹo bông gòn có chút xíu vậy à, nó bán chắc 30.000 quá. 20. 20 gì, các ông kia ông trả 20 nó còn không bán nữa đó. Mà cái bông kẹo bông gòn có chút xíu à, bữa mình mua có 10.000 hay 15.000 gì đó. Mà giờ 20.000 nó không bán nữa rồi mua làm sao? Đường không chứ có gì đâu. Rồi. Bình thường con ăn được. Thôi nha. Thư nghe, mai mốt mày không có dẫn đi nữa đâu đó. Cái đèn phát sáng mà con mua cho con. Trời ơi, cái đèn phát sáng. Con biết tưởng tượng ra mấy bạn trong đó bán bao nhiêu cái đèn phát sáng đó. 25. 25 ngàn cái đèn phát sáng hả? Đúng không? Phải 25 không? Sao con biết? Con nghe. Con nghe hả? Cái đèn phát sáng là chỉ cầm thôi đúng không? Chỉ cầm cái nó sáng lên vậy thôi đúng không? Cái gì con cũng muốn mua hết à hả? Này nè, nón của con nè. Rồi út luôn. Nhanh lên đi lấy xe ra. Trời. Lấy ra chậm quá, cái anh này anh ngã xe lại. Rồi con lên. Mệt con quá. Đi gì cũng đòi chứ. Mốt phải đi một mình cho thoải mái. Đi cái đồ cái này, đồ cái nọ, đồ cái kia. Bán phở gà này, ý phở hà này. Không ăn hả? Cái gì không thích hết trơn. Lát phải hỏi. Bây giờ ở đây người ta gửi xe hay gì rồi nè. Con ăn phở gà đó đi, vô trong đó mâm. Chứ bây giờ con muốn sao? Ừ, như ý giờ con muốn sao? Con nói mày nghe thử coi. Bây giờ khúc này mẹ đâu có biết ai bán gì đâu mà. Ừ, nó ý giờ hỏi thử. Bán rẻ không? Rẻ mới mua, mắc mà không có mua. Nguyên đồ trên mấy cái gì đó không? Nguyên đồ chơi ở nhà thì rần rần. Không mua về xong nó có chơi gì đâu. Nó cứ để nó bài một nhà đó đó. Không ai dọn dẹp hết á. Trừ điểm trừ quýt nó thăm he đủ kiểu hết. Nó lại với nó. Chạy lên chợ tôm thất đạm. Nó có gì bán không? Con muốn ăn gì? Không ăn gì hết hả? Con chưa đói nữa. Chưa đói cũng phải mua nữa. Mua để mình ngồi mình chơi tới nửa đêm. Đây nè, kẹo bông gòn nè. Bây giờ mới hỏi người ta. Người ta bán gì á, mua tồn đại nên cho con ăn. Nhiêu cây? Nhiêu cây? 10 ngàn. À, màu trắng. Con ăn hai bịch không? Ăn hai bịch không? Cho thêm bịch nữa đi. À, thay gì con mua. À, rồi cảm ơn. Đó không thấy chưa, thay gì con mua ở trong đó 20.000 một cây mà người ta không bán nữa. Bây giờ con ra đây cũng mua có 10.000 à.
À, con mua hai cây con ăn cho thoải mái con. Có phải sướng hơn không? Trời ơi, cái anh kia anh trả giá 20 ngàn cây không bán. Chắc hết 25 hoặc 30 thì gì đó. Giờ chạy vô cái chợ Tôn Thất Đạm nè. Biết là có gì mà mua. Thì bây giờ mua cái gì đó vô trong đó mâm đi rồi gửi xe vô lại Tôn Thất Đạm này. Kiếm cái gì đó ăn sơ thôi. Kiếm xôi gì đó, xôi chè gì đó. Mấy giờ? Giờ 6 giờ. Bánh lăng trái dừa. Chạy xuống đây nè. Có gì ăn được không? Thì đâu đi ngọc nãy cái ông nó gửi xe không cứ không chờ gọi tư nó bực mình để sợ mấy cái anh để tối kẹt rồi. Nè hồ lô nướng nè, hồ lô nướng chắc con ăn được á. Hồ lô nướng con ăn được không? Ý không, không được, không được. Hồ lô nướng, hồ lô nướng giống như xúc xích vậy đúng không? Giống như xúc xích vậy đó. Không, hồ lô khác rồi, xúc xích khác. Có xúc xích không? Ngon. Nhiều cây 10.000 cây hả? Thôi cho đỏ một cây đi nha. Tại nó ăn xúc xích. Ờ đó nè, con ăn thử coi ăn được thì mình mua, còn không thì thôi. Lễ nó có bán nè. Lễ chú mới bán đó. Thầy thường là chú bán kẹo lớn không? Chú có bán ờ. À bát bánh mì chung á hả? Rồi con ăn thử coi con ăn được không? Được không? Ngon, xúc xích nữa chưa? Được không? Ăn được không? Ăn được. Ăn được. Vậy con có, vậy con có ăn nữa không? Nữa không? Mua con cây nữa hả? Mua một cây được rồi. Cây được rồi. Cảm ơn chứ. Một cây được rồi. Kiếm chỗ nào bán xúc xích chứ? Cái chú nãy là bán bánh mì. Bánh mì nè. Lô nướng nè gì đó gì đó. Bánh mì bò lá lớp nướng. Hết rồi. Hết bán rồi, phải vòng lại. Kiếm cái gì đó nhẹ nhẹ cho nó ăn. Không ai bán cá viên chiên xúc xích nướng vậy ta. Rồi vòng lại ha. Tài hết ta. Còn lại chợ chạy từ từ lại. Con ngồi ngay coi. Ngồi thấy nó sẹo, hai tay cầm hai kia nè. Ủa chú mày thật cảm. Bên đây là bán cái gì? Bánh mì trứng.
rau câu dừa, bánh lăng. Trời ơi, hết trơn rồi, đây bán ít đồ ăn quá. Khu này bán chợ hả? Vô vòng lại lần nữa coi. Gì? Nhưng mà ăn vậy xong nó cũng phải cầm hơi chút chút chứ. Đã không ăn cơm rồi, ăn bánh rồi mà còn... Thôi đi vô mua bánh. Bánh mua đi. Bánh chè rồi. Bánh mua đi. Chợ gì mà bán ít bán đồ ăn quá. Bán toàn là rau củ quả, thịt đơn thuần. Cơm cháy được đúng không? Ừ, mẹ mua cho con cơm cháy. Nhưng mà con thích ăn gì, con thích cái tròn là gì? Cái đó cũng vậy mà. Thứ mà. Chứ ở đây đâu có bán gì ăn đâu. Con ăn cái đó đỡ đi, ăn uống nước đỡ. Bán đồ. À, bánh. Mình dừng quỹ đôi đi.